Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giới luật căn bản. Giới luật căn bản chỉ có một, tức là không tự tư ích kỷ. Người có lòng ích kỷ sẽ phạm giới, nếu không có tâm ích kỷ sẽ không phạm giới. Cùng lý lẽ trên, ai có lòng ích kỷ sẽ phạm pháp, và người nào không có tâm ích kỷ sẽ không phạm pháp. Như có một số người bị tòa án pháp luật phán xét không công bình. Đó là vì thuở xưa, họ đã có những hành vi không công bình đối với kẻ khác, cho nên ngày nay, kẻ khác cũng đem việc không công bình mà gán vào cho họ. Quý vị nên mở lớn mắt ra để chỉnh đốn lại tư tưởng của mình và hãy nhìn xem. Những người phạm pháp trên cõi đời này thật ra đều là do lòng ích kỷ của họ dẫn khởi. Tất cả những người không giữ đúng quy củ đều phát nguồn từ lòng ích kỷ. Nếu như họ không có lòng ích kỷ, họ sẽ không phạm các luật trên thế gian này. Cho nên, nếu quý vị có thể thực hành theo luật đại tông chỉ của dàn Phật Thánh Thành, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì quý vị chẳng những sẽ là người tốt trên thế gian mà quý vị cũng có thể là thánh nhân xuất thế nữa. Nguyên nhân thế giới hỗn loạn là bởi vì người ta ích kỷ, chưa có thể vì đại công mà vô tư được. Như có một số đảng phái, họ luôn miệng nói là đại công vô tư, nhưng trên thực tế họ làm những việc hoàn toàn vì chính họ thôi. Bởi vậy mới làm cho thế giới hỗn loạn, khiến mọi người phập phồng lo sợ, không được bình an. Tất cả những mặc cảm không được bình an, lo sợ đó đều là do từ lòng ích kỷ dẫn dắt đến. Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu giới luật. Một khi hiểu rõ giới luật rồi, chúng ta sẽ biết cách làm người như thế nào. Một khi hiểu rõ bổn phận làm người, chúng ta cũng sẽ biết rõ bổn phận làm bậc thánh nhân. Cho nên, việc nghiên cứu giới luật là vô cùng trọng yếu. Vậy muốn giúp cho thế giới này, trước hết chúng ta phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Chúng ta nên đem bản thân mình để làm phép tắc, làm gương mẫu cho kẻ khác. Có vậy, thế giới này mỗi ngày mới càng được bình an hơn. Cho nên, khi học giới luật vào mỗi thứ sáu, chúng ta phải hết sức thành tâm cung kính thì mới đạt được chỗ lợi ích. Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说呵。